Trong vài năm trở lại đây, tình trạng tàu cá khai thác thủy sản bằng nghề lưới kéo hoạt động trái phép ở các vùng biển ven bờ miền Trung đang có chiều hướng gia tăng. Hoạt động này không chỉ làm cạn kiệt tài nguyên mà còn ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Vì vậy, để bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, thời gian qua các lực lượng chức năng đã tích cực tuyên truyền và tăng cường công tác quản lý tàu cá khai thác thủy sản bằng nghề lưới kéo. Nghệ An có hơn 4.000 tàu thuyền tham gia đánh bắt hải sản với tổng công suất hơn 369.000 CV. Trong đó có hơn 1.200 tàu thuyền có công suất từ 90 CV trở lên. Còn lại chủ yếu là các tàu thuyền có công suất nhỏ chuyên khai thác gần bờ và vùng lộng. Trong tổng số trên 400 tàu thuyền của xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu thì có đến gần 80% là công suất nhỏ dưới 90 CV. Rất hạn chế khi vươn khơi và ảnh hưởng đến nguồn lợi ven biển. Đánh nghề lừa kéo ra đôi này, từ ở lạch ra là chạy ra khoảng cỡ 7 lý cho đến 10 lý là mưa tụi đánh ngang ra vậy luôn, là khoảng cỡ 20 lý là đái chiều lại đánh vào. Mưa tụi hay đánh lối đi đánh lệch trình rồng hòn đông này này, lệch cơn này, là thỉnh thoảng kiểm ngư hoặc là bò họ chạy ra họ bắt, họ phạt. Thì họ nói sai vùng cấm, mà tôi cũng chẳng biết vùng cấm ở đâu luôn. Để nâng cao nhận thức cho bà con ngư dân, trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương ven biển đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về đánh bắt thủy hải sản trên biển. Bên cạnh đó cũng tạo mọi điều kiện cho ngư dân cải hoán, đóng mới tàu thuyền có công suất trên 90 CV để vươn khơi, vừa khai thác có hiệu quả, vừa quản lý được tình trạng ngư dân đánh bắt bằng các dụng cụ trái phép. Trong thời gian vừa qua, thì ủy ban phường đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền trên hệ thống thanh, tuyên truyền ở các hội xóm, và đặc biệt là chúng tôi có mời các chủ tàu đánh bắt xa bờ lên tuyên truyền về vấn đề là phải đánh bắt xa bờ chứ không được đánh bắt gần bờ, vì đánh bắt gần bờ thì gây cái nguồn lợi thủy sản sẽ cạn kiệt. Và đặc biệt là từ sau khi có chỉ thị 07 của tỉnh về chủ trương là cấm các cái tàu đánh bắt lưới kéo đánh gần bờ, thì chúng tôi đã tuyên truyền và cho đến nay thì nhận thức người dân cũng đã được chuyển biến trong việc này. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ra chỉ thị số 07 về tăng cường quản lý tàu cá khai thác thủy sản bằng nghề lưới kéo trên vùng biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. Chỉ thị nêu rõ, các ngành chức năng cũng như người dân phải tuân thủ về quy định khai thác và bảo vệ nguồn lợi này một cách bền vững. Theo đó, các tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên khai thác thủy sản tại vùng khơi và vùng biển cả. Tàu cá lắp máy có tổng công suất chính từ 20 CV đến dưới 90 CV khai thác thủy sản tại vùng lộng và vùng khơi. Bên cạnh đó, chỉ thị còn quy định việc nghiêm cấm sử dụng nghề lưới kéo khai thác thủy sản tại tuyến bờ. Để quản lý được phương tiện xa bờ này mà khai thác gần bờ thì hiện nay là chi cục đã phối hợp với các phòng nông nghiệp và phòng kinh tế các huyện thị cùng với ủy ban nhân dân các xã phường để tuyên truyền trên các cái phương tiện truyền thanh, rồi là các cái tổ làm công tác đăng kiểm cấp phép của chi cục. Trong cái thời gian sắp tới, chi cục phối hợp với các cái lực lượng chức năng, đặc biệt là các đồn biên phòng tuyến biển sẽ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm nghiêm khắc theo quy định của nhà nước. Nguồn lợi thủy sản của tỉnh Nghệ An được đánh giá là đa dạng và phong phú với giá trị kinh tế lớn. Tuy nhiên, nếu chỉ khai thác theo kiểu tận thu và không có chiến lược bảo vệ và phát triển dài hạn thì nguy cơ cạn kiệt là khó tránh khỏi. Vì vậy, làm tốt công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản chính là bảo đảm đời sống cho một bộ phận lớn ngư dân, đồng thời góp phần phát triển kinh tế biển, bảo vệ an ninh vùng biển một cách bền vững.